Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái con trỏ chuột hình mũi tên ngay trên chiếc điện thoại hệ điều hành Android của chúng ta. Cái này rất phù hợp với những cái bạn làm về hướng dẫn. Hướng dẫn trên điện thoại. Nếu chúng ta chưa có máy tính, chúng ta hướng dẫn trên điện thoại thì chúng ta dùng cái tính năng này. Chúng ta chỉ vào cái phần nào thì mũi tên vào phần đó, người xem người ta rất dễ hình dung, dễ hiểu. Thì cái này chúng ta có thể thao tác ngay trên điện thoại. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn luôn. Trước tiên là chúng ta sẽ vào cài đặt đây. Ok, sau đó chúng ta kéo lên. Đây chúng ta nhìn thấy phần hỗ trợ đây, hình người xanh xanh đây, âm thanh mono, menu hỗ trợ. Đấy, chúng ta ấn vào cái này, tiếp theo chúng ta kéo lên. Chúng ta nhìn thấy chữ tương tác và thao tác, chúng ta ấn vào đó. Tiếp theo cái menu hỗ trợ này chúng ta chỉ cần bật lên là có. Đây tôi đang bật là nó có hiện hình mũi tên. Ví dụ tôi tắt đi là nó sẽ mất mũi tên này. Đó, nó mất đó. Giờ tôi bật lên. Bật lên nó sẽ hiện ra một cái bảng. Sau đó có cái hình ngón tay đây, chúng ta chỉ ấn vào là chúng ta sẽ xuất hiện mũi tên. Đó, rất là đơn giản. Những ai làm về hướng dẫn trên điện thoại chúng ta nên dùng cái này, là người xem người ta sẽ dễ hiểu hơn. Đó, chúng ta có thể di đi đâu cũng được. Và cái này chúng ta cũng thay con chuột, chúng ta ấn vào mất mũi tên. Rồi, ta bật lên nó sẽ hiện ra một cái dấu chấm ở đây, và dấu chấm hình ngón tay đây, chúng ta ấn vào nó sẽ hiện ra một cái bảng. Cái bảng này nó sẽ mờ mờ khi chúng ta quay lại màn hình. Quay lại màn hình thì nó sẽ mất cái bảng này nhé. Các bạn không phải lo cái hình ô vuông này. Khi chúng ta xuất video ra cái hình này nó sẽ mất. Đấy, khi chúng ta hướng dẫn mọi người, chúng ta cứ di trên này. Có, chúng ta có thể hướng dẫn mọi người. Ví dụ làm cái video về cái gì đấy. Ví dụ Keymaster này chẳng hạn. Chúng ta bấm vào Keymaster. Ok. Tiếp theo là chúng ta, đấy, chúng ta có thể hướng dẫn mọi người, chúng ta chỉ vào đâu là mọi người xem người ta sẽ dễ hiểu hơn. Đó, ví dụ như thế này, chúng ta vào đa phương tiện, chúng ta ấn vào đây, ví dụ như vậy. Đấy, chúng ta di đâu, ấn vào đây. Đó, cái này chúng ta chỉ cần bật cái tính năng đấy lên là được. Và một cái số cái điện thoại đời thấp nó không hỗ trợ nhé các bạn, lưu ý, chứ không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ. Điện thoại Android 7 trở lên thì mới có hỗ trợ các bạn nhé. Đấy, video của tôi đến đây là hết. Nếu thấy hay thì các bạn cho mình một like, một đăng ký. Xin cảm ơn. Hẹn các bạn trong cái video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái tính năng mới.